thoải mái. Dạ vâng, xin chào tất cả quý vị và các bạn. Trước mắt quý vị và các bạn là chiếc máy phun khói mini mang mã hiệu là VNVGA 2000G, là dòng phun khói mini đến từ Hàn Quốc. Hôm nay thì em sẽ mang chiếc máy phun khói này ra vườn. Ra vườn ở đây có mấy cái ổi để chúng ta phun diệt sâu cho ổi, để quý vị và các bạn có thể thấy cái chiếc máy này nó tuy nó có nhỏ gọn thôi nhưng mà nó phun với lượng khói là rất là đặc, rất là đều đấy. Và em có chuẩn bị một bình ga. Thì chiếc máy này nguyên lý hoạt động của nó thì khá là đơn giản, nó có một chiếc bình ga lắp vào chỗ phần đít của chiếc máy này, và chúng ta lắp vào chúng ta xoay. Em cũng xin hướng dẫn qua luôn về cách sử dụng của chiếc máy này. Thì đầu tiên chúng ta sẽ xoay cái van này về hướng cooling là chính là rửa con bắn khói. Chúng ta sẽ kéo cái bơm ở đây và chúng ta bơm ra để chúng ta vệ sinh cái quần bắn khói này cho nó sạch sẽ, tránh trường hợp nó bị tắc nghẽn chúng ta sẽ không phun được. Thì tiếp đến là chúng ta sẽ tiến hành mở van ga và đánh lửa. Sau khi là chúng ta đánh lửa xong, chúng ta sẽ xoay về forg và chúng ta chờ một xíu, chờ khoảng 30 giây để cho cái lượng ga nó đốt hết cái nước này và làm nóng quần bắn khói thì chúng ta sẽ phun được. Ở đây thì hiện tượng thời tiết tương đối có gió nên nó sẽ cái lượng khói nó sẽ bay đi là khá, nên chúng ta sẽ không được hiệu quả như mong muốn. Chúng ta phải phun vào cái thời tiết không có gió, đặc biệt có sương mù càng tốt. Để chờ chừng 30 giây, khi chúng ta nhìn thấy quận bàn khói này nó hồng rực lên và nó không còn phun giật ra nước nữa, thì lúc đấy chúng ta mới bóp nhả cái bơm này, cái bơm thuốc này. Bắt đầu chúng ta có thể nhìn thấy cái quận bàn khói nó đang đỏ lên dần rồi đấy. Đấy, anh em quay sát camera chút, chúng ta có thể nhìn thấy cái quận bằng khói bắt đầu nó đỏ rực lên rồi đây. Nó càng đỏ lên thì chứng tỏ là nó đã nóng đủ độ và chúng ta có thể sử dụng được. Bắt đầu em tiết nhả ga đều và nó sẽ ra khói đặc hơn. Chúng ta có thể thấy lượng khói nó sẽ bốc lên cây. Chúng ta sử dụng thuốc sâu là thuốc nước và pha với dung môi, nó sẽ đặc luôn, và cái hiệu quả của phun diệt côn trùng nó rất là cao, các cái dòng có hô hấp sẽ rất là dễ dàng bị tiêu diệt. Máy đi hun chuột nó là máy ấy à. Chúng ta sẽ lắc đều dung dịch lên. Đây, chúng ta sẽ tiến hành phun từng cây một. Anh em có thể thấy khói ra rất là đều, rất đặc. Chúng ta chỉ được xông ở dưới và khói sẽ bốc lên là để tiêu diệt côn trùng thôi, chứ không cần phải dí máy cao làm gì cả. Đấy, em có thể nhìn thấy lượng khói rất là đặc. Ở đây là em đang sử dụng dung môi là dầu ăn, cho nên là cái lượng khói nó sẽ không được nhiều như chúng ta mua dung môi của Hàn Quốc, nhưng nó đã rất là đặc, rất là đều rồi. Ở đây hôm nay thời tiết nó hơi bị nhiều gió, thành ra nó không được, khói nó không được như mong muốn. Côn trùng đảm bảo khi gặp khói này mà có một cái lượng thuốc rất là đặc, nó sẽ chết gần như tức thì đấy. Người chúng ta hít vào cũng chết. Anh em có thể nhìn thấy cái lượng khói nó phun ra rất là đặc, rất là đều này. Ở đây là gió quá lớn, thành ra nó không được đẹp như muốn. Đấy, chúng ta xem, chúng ta có thể quay ra xa một chút camera. Sau khoảng chừng một phút chúng ta xông mà cái lượng khói nó bay đi xa khá là nhiều và cũng rất là đặc. Con này thì phù hợp cho quý vị và bạn sử dụng các cái diện tích khoảng chừng 1-2 hecta. Còn những cái diện tích lớn 10-20 hecta thì chúng ta nên sử dụng cái dòng máy Hàn Quốc lớn hơn. Cái dòng xe bằng xăng thì nó sẽ đảm bảo cái năng suất, cái tốc độ phun nó lớn hơn rất là nhiều so với con này nó chỉ phun các cây vườn nhỏ đó, cây thấp. Đây anh em phải thấy, nếu mà khói chuẩn như thế này thì những cây ổi đằng sau này nó cũng sẽ được xông khói.
và chúng ta thử thuốc gì thì nó sẽ diệt cái con côn trùng đấy. Đó, đẹp đấy. Em đã vừa phun thử cho quý vị và các bạn xem, và khi chúng ta tắt máy nó cũng sẽ có một quy trình nhất định. Đầu tiên khi trước khi tắt máy chúng ta cần khóa van ga để cho ga không được không đốt nữa, và chúng ta xoay cái lúm này về cái cun linh ban đầu, và chúng ta sẽ lại bơm cái bơm này cho nó xịt hết cái thuốc này ra. Đấy, anh em có thể thấy nó rất là nóng, cho nên nó sẽ còn thuốc khá là nhiều, chúng ta cần phải bơm sạch sẽ, tránh hiện tượng là tắc. Các bác cứ kéo cho em một lúc rồi nó phun ra nước, tức là cái nước ở cái bình làm mát nó đã phun lên và nó làm mát được hết cái quần bàn khói, và nó sẽ làm sạch cả quần bàn khói trong ngày nữa, tránh nắng cắt, lần sau sử dụng nó sẽ bị tắc. Đấy, anh em có thể nhìn thấy nó phun ra nước trắng là ok, là chúng ta đã làm mát gần như giờ sờ đây không còn tí nóng nào nữa rồi. Đấy, như vậy giờ chúng ta tháo bình ga ra và chúng ta cất đi. Ở trên đây em đã giới thiệu và chạy thử chiếc máy phun khói VNPK 2000G của Hàn Quốc. Mọi thông tin chi tiết thì quý vị vui lòng liên hệ cho số điện thoại được ghi ở dưới màn hình để tư vấn và hỗ trợ về sản phẩm. Xin cảm ơn tất cả quý vị đã xem video của em.